chú anh chị em đến với kênh của bé Hạt Tiêu nha. Hello, xin chào ông bà cô chú anh chị em đến với kênh của bé Hạt Tiêu. Hôm nay lên review lên mắt rồi. Quay cho bà cô chú xem này, đẹp chưa? Hôm nay thì sao? Hôm nay thì bé Hạt Tiêu và Tài Kiếm Tiêu sẽ đi qua Bình Dương nha cả nhà để bán nước tương nha. Đi qua nói luôn đi. Đi qua khám răng đi, bé khám răng. Đúng rồi. Lâu lắm rồi bé Hạt Tiêu chưa có quay video đi khám răng phải không? Đúng rồi, nên là hôm nay sẽ quay cho bà cô chú xem đi khám răng coi tình hình răng của bé Hạt Tiêu như thế nào rồi nha. Đúng rồi, với em cũng đi qua em coi lại cái răng đó cả nhà. Răng nào? Anh á, anh cười nè, thấy không? Nó giật bên đây nó không có giật phải không? Là tại vì bên đây á nhổ hết một cây răng số 4 á. Nên là cười cái nó bị xéo bằng bên á. Nói chuyện nó cũng bị xéo bên bên vậy nè. Xe sợ á. Đi thấy xe đâu cũng có sợ cả nhà, lâu lâu lên thành phố đi nhiều xe mình cũng sợ ha. Hơn là đi xe 4 chỗ á, chứ đi xe 2 chỗ giờ này là nắng nè, rồi xe kiểu chạy lạng đi từ Sài Gòn qua Bình Dương mấy phút ta? 1 tiếng chuyến hả? 1 tiếng á, 27-28 nè, đi qua 1 tiếng cả nhà, nên là đi trước khoảng 1-2 tiếng nha. Đúng rồi, hôm nay qua bé Hạt Tiêu sẽ xích răng nha. Hồi sáng thì có ăn ăn bồi bổ tẩm bổ rồi, để cho sau khi xích răng về là không có được ăn, không phải là không được ăn mà là ăn nó đau á ông bà cô chú. Cái cảm giác xích răng của em như thế nào bé? Đau, mình mới xích xong 2-3 ngày là rất là đau luôn. Đau rồi xong nó từ từ nó quen. Đúng rồi, từ từ nó hết. Rồi khi mà xích xong á ông bà cô chú, bé Hạt Tiêu còn 5.5 nữa xong. Xong là phải đeo đeo đó, cái hàm duy trì. Đúng rồi, hàm duy trì, không đeo thì nó sẽ bị chạy răng lại á mà. Đúng rồi, nhưng mà không sao, đẹp là được, răng đẹp là được. Đúng rồi, lúc trước anh không làm răng á, anh cũng đâu dám cười đâu, anh cười toàn cười vậy nè. Bây giờ làm răng kiểu làm cái gì đó kiểu thêm cái tự tin đó cả nhà, giờ nói chuyện cứ cười bình thường. Rồi bây giờ nói điều sẽ đi nha cả nhà, ngồi tay lắm rồi. Tới chỗ khám răng rồi ông bà cô chú ơi. Bây giờ mình sẽ đi khám nha. Đi vô ngồi đi. Cái chỗ này quen thuộc với bé Hạt Tiêu quá hả? Tưởng đâu cái giò rung với hai nhà nhẹp hả? Mới đầu vô sợ, giờ hết sợ rồi phải không bé Hạt Tiêu? Mới đầu vô mình ta chụp, người ta chụp CD. À, bé Hạt Tiêu lúc đó có anh đấy, em sợ quá trời luôn. Bây giờ cũng đỡ hơn rồi, còn mình vượt qua nó sợ hãi rồi thằng nhà. Quá bình thường phải không? Có tài khám răng hả? Khám rồi chứ lâu quá không khám, làm năm rồi, gần năm rồi. Tài khám không? Ủa lúc trước anh làm ở đây mà. Anh Trung làm xong rồi tới anh, xong rồi anh dắt em qua. Ở bên dưới tay nó trên nè, dưới tay nó sao? Ủa phải không? Phải không chị? Chị đây em đúng không? Đây. À, có tay đây hả? Rồi, vậy lên đi nè. Ủa? Hồi nãy là em tưởng là... Em tưởng là... Mới xin... Mới xin ở lại đây xíu nữa. Chứ anh làm răng ở tầng 1. Đang chỉnh video đăng lên cho mọi người xem nè. Rồi chỉnh đi. Tại thì vô khám thôi nên là chắc không lâu đâu ha. Khám nhanh rồi. Khám khoảng chút xíu rồi. Bắt đầu lên trên coi cái chưa làm rồi quay coi cho mọi người xem quá trình làm như thế nào. Dạ. Mà chắc không có quay cảnh được đâu. Sẽ quay kiểu xa xa như này nè, cũng được mà. Rồi. Đây, vô rồi nha, vô phòng rồi. Hello, mấy anh bác sĩ, mấy chị. Quen thuộc rồi, lên dĩa rồi.
hôm nay đi đi bộ có mệt không? Dạ. Hôm nay có thuê camera quay cho bé Tiêu. Tự tin rồi phải không bé Tiêu? Cả nhà thấy xa xa kia là cái tấm hình gần của bé Tiêu. Bây giờ chờ xíu xem bác sĩ làm nha. Quay xa xa thôi. Đang khám đó cả nhà. Xíu nữa sẽ bắt đầu siết gân. Em làm lâu quá em chưa kiểm tra nên qua kiểm tra. Cái này là đang gỡ dây chun hả? Đây sao gương có đẹp. Ở cái này nó mới bị nhiều hồi nữa là xong. Nó ra thì nó giãn ra. Nó có thể nó phải tạo cái xíu nó mà cái này không được được. Không được. Chừng nào mới siết bác sĩ? Có tháng mà siết hết á. Cái từ siết là tăng lực tăng dây qua những dụng bắt lên dây người thì mẹ nó siết nè. Như mặt hưởng thụ nè. Nó sẽ
Rồi nay nãy giờ bác kêu làm xong rồi, bây giờ tới Tài. Tài làm gì hả Tài? Chứ răng không có vấn đề gì đúng không? Rồi nha cả nhà ơi, bây giờ thì hai tụi em cũng đã tắm xong rồi. Xong rồi. Mẹ, bé tiêu đâu? Nãy bác sĩ nói làm gì á? Bác sĩ nói dẫu hai cái lần này vào. À. Xong rồi, sẽ kéo từ từ. Đúng rồi. Còn anh thì ổn. Chỉ lâu lâu nó bị đau thôi, bác sĩ nói không có sao. Rồi xong rồi cạo vôi răng. Thì phi luôn. Đi sao? À, rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ bác Tiêu sẽ đi về nha cả nhà. Sẽ kết thúc video tại đây nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.